Thưa quý vị và các bạn, sẽ được chuyển sang những nội dung quốc tế đáng quan tâm khác. Một lượng lớn hàng viện trợ nhân đạo từ Tulaga đã được chuyển đến người dân sinh sống ở khu vực khắc cớp Ukraine trong ngày 8 tháng 3 vừa qua. Trước đó, thì người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia của Nga cho biết đã có hơn 10.500 tấn hàng viện trợ nhân đạo được chuẩn bị cho Ukraine và các đoàn xe đầu tiên đã sẵn sàng để lên đường. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết một lô hàng viện trợ nhân đạo với tổng khối lượng hơn 120 tấn đã đi qua chốt kiểm soát biên giới thuộc vùng Belgorod của Nga. Lô hàng này gồm có thực phẩm, nước uống đóng chai, thuốc men, quần áo và ga giường. Các binh sĩ Nga đã phụ trách việc hộ tống lô hàng trên. Toàn bộ lô hàng trên đã được trao tận tay người dân ở các khu định cư thuộc khu vực Kharkiv, trong đó có nhiều phụ nữ, người già và trẻ em. Theo trang tin Vesta Quân đội Nga trước đó đã chuyển hơn 140 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới người dân sinh sống ở thành phố Kherson và một số ngôi làng phụ cận.